cú lừa với kịch bản giả danh công an, ngành chức năng là không mới. Thậm chí là câu chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi. Thế nhưng danh sách nạn nhân thì cứ nối dài. Mới đây, một người phụ nữ ở Hà Nội trình báo cơ quan chức năng về việc 300 triệu đồng trong tài khoản bốc hơi vì đội trưởng hình sự dởm lừa tải ứng dụng trên điện thoại di động. Theo đơn trình báo, ngày 30 tháng 3, chị Quy, 32 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, có nhận cuộc gọi của một đối tượng nữ, giới thiệu là nhân viên bưu điện và thông báo chị có một bưu phẩm của ngân hàng chi nhánh Đà Nẵng với khoản nợ là 40 triệu đồng. Người này yêu cầu chị phải thanh toán khoản nợ, nếu không sẽ báo cho cơ quan công an. Sau đó, có một người nam gọi điện đến và tự xưng là đội trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng. Đối tượng nói chị Quy bị lộ thông tin cá nhân và liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn bán ma túy, rồi yêu cầu chị đến công an thành phố làm việc. Do chị Quy nói không đến được Đà Nẵng, nên người này yêu cầu chị tải ứng dụng, thay đổi bảo mật, rồi đăng nhập tài khoản ngân hàng để xác minh. Sau đó, nạn nhân phát hiện tài khoản của mình bị mất 300 triệu đồng. Mỗi lần một kịch bản, một cuộc gọi không đủ đô thì hai cuộc để lừa nạn nhân vào trong. Ngành chức năng khuyến cáo, trường hợp muốn làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc là gửi qua công an nơi cư trú, tuyệt đối không yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Thưa quý khán giả, một trang trại lớn tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, hàng ngày người ra vào tấp nập. Và chân tướng bị công an phanh phui ngay sau đó, hóa ra chăn nuôi chỉ là nghề tài trại. Trước đó, hơn 100 cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Vĩnh Phúc bất ngờ đột kích một trang trại trên địa bàn và phát hiện hàng chục đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà. Lực lượng chức năng khống chế bắt giữ 40 người, thu giữ nhiều tang vật. Các đối tượng khai nhận, sới bạc do Lê Văn Thiệu, 30 tuổi, trú tại huyện Vĩnh Tường, cũng là chủ trang trại, đứng ra tổ chức. Quá trình điều tra, công an ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng gồm Lê Văn Thiệu, Trần Hữu Thọ, Lê Văn Quyết và Nguyễn Văn Bính về hành vi đánh bạc. Một sới bạc cực lớn với số tiền giao dịch lên tới 130 tỷ đồng, hoạt động trong một thời gian dài nhờ có người bảo kê. Mà nhân vật này càng bất ngờ hơn lại là đội phó hình sự công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Trong phiên tòa hôm nay, bị cáo cho rằng đàn em đưa tiền và cho bị cáo ký nhận, chứ không biết là tiền gì. Theo nội dung vụ án, ông Đoàn Hồng Phúc là phó trưởng công an phường 6, quận 6, trước đó là đội phó cảnh sát hình sự công an quận Tân Phú. Tháng 9 năm 2019, bị cáo thuê một căn nhà ở quận Tân Phú để hợp tác với Ngô Nhật Thanh, kinh doanh bãi giữ ô tô du lịch. Đến cuối năm 2019, Phúc giới thiệu Tô Mỹ Chí gặp Thanh để cùng tổ chức sòng bạc tại căn nhà này nhằm thu tiền sâu. Đến Tết Nguyên đán năm 2020, sòng bạc bắt đầu hoạt động và đến đầu tháng 5 thì bị triệt xóa. Tại tòa, 15 bị cáo thừa nhận hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Ngô Nhật Thanh, Tô Mỹ Nhí từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đoàn Hồng Phúc, cựu cán bộ công an, bị đề nghị từ 5 đến 6 năm tù cùng với tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 12 bị cáo còn lại bị đề nghị từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm 6 tháng tù với tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Tự bào chữa, bị cáo Phúc xin hội đồng xét xử mức án nhẹ hơn. Ông cho rằng ban đầu cho Thanh thuê không có động cơ mục đích gì và cũng không bàn bạc về việc tổ chức đánh bạc.